Bảng 1. Sân vận động Harapen Bangsa, mở cửa năm 1997, sức chứa 25.000 khán giả, câu lạc bộ Persiraha Bandar Aceh. Sân vận động Gelora Sriwijaya, mở cửa năm 2004, sức chứa 23.000 khán giả, câu lạc bộ Sriwijaya. Sân vận động Teladan, mở cửa năm 1953, sức chứa 20.000 khán giả, câu lạc bộ PSMS Medan FC và Sada Sumut FC. Sân vận động Kaharudin Nasution Rumbai, mở cửa năm 1980, sức chứa 20.000 khán giả, câu lạc bộ PSPS Riau. Sân vận động Gelora Haji Agus Salim, mở cửa năm 1985, sức chứa 15.000 khán giả, câu lạc bộ Semen Padang. Sân vận động Baharuddin Siregar, mở cửa năm 1971, sức chứa 15.000 khán giả, câu lạc bộ PSDS Delhi Sekdang. Bảng 2. Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api, mở cửa năm 2013, sức chứa 38.000 khán giả, câu lạc bộ Persikap Bandung. Sân vận động Patriot Candrabaga, mở cửa năm 1982, sức chứa 30.000 khán giả, câu lạc bộ FC Bekasi City. Sân vận động Mandala Krida, mở cửa năm 2013, sức chứa 25.000 khán giả, câu lạc bộ PSIM Yogyakarta. Sân vận động Siliwangi, mở cửa năm 1956, sức chứa 15.000 khán giả, câu lạc bộ PSKC Simahi. Sân vận động Maulana Yusuf, mở cửa năm 1985, sức chứa 15.000 khán giả, câu lạc bộ Persarang Serang. Sân vận động Kebo Zairo, mở cửa năm 2019, sức chứa 12.000 khán giả, câu lạc bộ Nusantara United. Sân vận động PTIK, sức chứa 3.000 khán giả, câu lạc bộ Malut United. Bảng 3. Sân vận động Gelora Delta, mở cửa năm 2000, sức chứa 35.000 khán giả, câu lạc bộ Delchas FC. Sân vận động Gelora Joko Samudro, mở cửa năm 2017, sức chứa 25.000 khán giả, câu lạc bộ Gresik United. Sân vận động Gelora Bumi Kartini, mở cửa năm 2008, sức chứa 20.000 khán giả, câu lạc bộ Persijap Jepara. Sân vận động Surajaya, mở cửa năm 1967, sức chứa 16.000 khán giả, câu lạc bộ Persela Lamongan. Sân vận động Wijayakusuma, mở cửa năm 2015, sức chứa 10.000 khán giả, câu lạc bộ PSCS Silakap. Sân vận động Joyokusumo, mở cửa năm 1995, sức chứa 10.000 khán giả, câu lạc bộ Persipa Pati. Sân vận động Chisanja, mở cửa năm 1988, sức chứa 10.000 khán giả,
câu lạc bộ PC Cartagena. Bảng 4. Sân vận động Batakan, mở cửa năm 2017, sức chứa 40.000 khán giả, câu lạc bộ Persiba Balikpapan. Sân vận động Gawa Lice, mở cửa năm 1990, sức chứa 20.000 khán giả, câu lạc bộ Persipan Palu. Sân vận động Cendrawasi, Biak, mở cửa năm 1980, sức chứa 15.000 khán giả, câu lạc bộ PSBS Biak. Sân vận động Mandala Jayapura, mở cửa năm 1950, sức chứa 15.000 khán giả, câu lạc bộ Persipura Jayapura và câu lạc bộ Persiwar Open. Sân vận động Klabat, mở cửa năm 1976, sức chứa 10.000 khán giả, câu lạc bộ Sulut United. Sân vận động Tu Apaho, sức chứa 10.000 khán giả, câu lạc bộ Kantang Pucha. Sân vận động Gelora BJ Habibi được bắt đầu xây dựng vào năm 1999 và chính thức hoàn thành vào năm 2001 tại thành phố Paripe, tỉnh Nam Sulawesi. Sân vận động này đã trải qua một đợt cải tạo từ năm 2014 đến 2015 với kinh phí 5 tỷ rupiah Indonesia. Sân bóng này có thiết kế 4 khán đài khá thấp, trong đó chỉ có khán đài A có mái che. Gần như toàn bộ khán đài sân vận động Gelora BJ Habibi vẫn là các bậc ngồi bê tông. Sức chứa hiện tại của nó là 8.000 khán giả, với khoảng cách tính toán là 40cm cho mỗi chỗ ngồi. Sân vận động này sử dụng cỏ lá gừng và có dàn đèn chiếu sáng có công suất khoảng 1.200 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của đương kim vô địch PSM Makassar. Sân vận động Brawijaya nằm ở thành phố Kediri, tỉnh Đông Java, được xây dựng vào năm 1983. Lần gần nhất sân bóng này được cải tạo đã cách đây hơn 20 năm. Vì vậy, hiện tại nhiều hạng mục của sân vận động đã xuống cấp. Brawijaya có thiết kế 4 khán đài và toàn bộ đều là các bậc ngồi bê tông đã được đánh số cho các vị trí ngồi, chỉ có phần trung tâm khán đài A có mái che. Khán đài sân vận động này được sơn phủ bằng hai màu sắc đỏ và xanh dương. Mặt sân Brawijaya sử dụng cỏ Zoysia Macella được đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại. Dàn đèn của sân vận động này có công suất chiếu sáng 800 lux, đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ban tổ chức Liga 1. Sức chứa hiện tại của sân vận động Brawijaya là 10.000 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Persik Kediri, một trong những đội bóng lâu đời nhất Indonesia. Sân vận động Gelora Madura Ratu Pamelengan được mở cửa vào ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại Nhất Chính Pamekasan, tỉnh Đông Java. Tên của sân vận động này được lấy từ tên của vị vua Hồi giáo đầu tiên của Pamekasan, đó là Panembahan Rongo Sukowati. Ban đầu sân vận động được biết đến với cái tên Gelora Ratu Pamelengan. Nó chính thức được mang tên Gelora Madura Ratu Pamelengan từ ngày 6 tháng 4 năm 2019. Sân vận động này đã trải qua một đợt cải tạo vào năm 2017 để làm lại mặt sân bằng loại cỏ Zoysia Macella. Gelora Madura Ratu Pamelengan có thiết kế 4 mặt khán đài, trong đó khán đài A có lắp đặt ghế đơn và mái che. Toàn bộ khán đài được sơn nhiều màu sắc khác nhau. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 13.500 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Madura United. Ngoài sân vận động Gelora Ratu Pamelengan, câu lạc bộ Madura United còn đăng ký sân vận động Gelora Bangkalan làm sân nhà ở mùa giải này. Được khởi công xây dựng vào năm 2010 tại khu vực Nhiếp Chính Bangkalan, tỉnh Đông Java.
sân vận động Gelora Bangkalan chính thức được mở cửa vào năm 2012. Gelora Bangkalan có thiết kế hai khán đài, nhìn bên ngoài đây là một sân vận động có màu sắc khá sặc sỡ. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 10.000 khán giả, với phần lớn chỗ ngồi là các bậc bê tông. Mặt sân Gelora Bangkalan sử dụng loại cỏ Joycea Japonica, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 1.200 lux và sẽ được nâng cấp trong thời gian tới. Sân vận động Đơ Mang Le Man khởi công xây dựng vào năm 2006 và chính thức khánh thành vào ngày 18 tháng 1 năm 2013 tại Banjarbaru, tỉnh Nam Kalimantan. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Indrasari và sức chứa khi mới hoàn thành là 6.500 khán giả với chỉ 2 khán đài. Chi phí xây dựng sân vận động là 90 tỷ rupiah Indonesia. Nó tiếp tục được nâng cấp trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2015 để có đầy đủ 4 khán đài. Hiện tại, khán đài A của sân đã lắp ghế đơn và có mái che. Sức chứa của sân vận động này hiện tại là 15.000 khán giả. Mặt sân Đơ Mang Le Man sử dụng cỏ Joycea Marchella đã được FIFA chứng nhận. Trong khi đó, dàn đèn chiếu sáng của sân vận động này có công suất 1.000 lux. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Barito Putera. Indomie Arena là sân vận động nằm ở nhiếp chính Tangerang, tỉnh Banten. Nó được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 2 năm 2014 và chính thức hoàn thành vào ngày 5 tháng 9 năm 2018. Kinh phí xây dựng sân vận động là 100 tỷ rupiah Indonesia. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Benteng Taruna, trước khi được mang tên Indomie Arena từ tháng 1 năm 2021 theo một thỏa thuận thương mại. Đây là sân bóng duy nhất ở Indonesia được đặt tên theo nhà tài trợ. Sân bóng này có thiết kế 4 khán đài đầy đủ, với khán đài A có mái che và được lắp đặt ghế đơn. Các khán đài còn lại là bậc ngồi bê tông và được sơn màu vàng nhẹ. Sức chứa hiện tại của Indomie Arena là 15.000 khán giả. Mặt cỏ sân vận động này cũng là loại cỏ Joycea Marchella phổ biến ở Indonesia. Ở mùa giải 2023-2024, đây là sân nhà của hai câu lạc bộ Persita Tangerang và Dewa United. Sân vận động Segiri nằm ở trung tâm thành phố Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan. Được xây dựng vào năm 1972. Năm 2005, sân vận động này được cải tạo để chuẩn bị cho việc đăng cai tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia, PON 2008. Cũng như nhiều sân vận động khác tại Liga 1, sân Segiri cũng có thiết kế 4 khán đài, trong đó chỉ khán đài A có mái che và ghế đơn, tương đương với 7.600 chỗ ngồi. Các khán đài còn lại là các bậc bê tông, được sơn màu đỏ và màu ghi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Mặt sân Segiri sử dụng cỏ Joycea Marchella, trong khi công suất chiếu sáng của dàn đèn là 1.200 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Borneo Samarinda. Sân vận động Captain Iway Andipta được hoàn thành xây dựng vào năm 2003 tại nhiếp chính Jania, Bali. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 23.081 khán giả. Captain Iway Andipta đã trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó hai lần cải tạo gần nhất là từ năm 2017 đến 2018 cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 và từ năm 2020 đến 2023 cho FIFA U20 World Cup 2023, giải đấu mà Indonesia đã bị tước quyền đăng cai vào phút chót. Khán đài sân vận động Captain Iway Andipta hiện tại đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi với 3 màu sắc đỏ trắng đen được khảm ngẫu nhiên. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Captain Iway Andipta là một trong số ít các sân vận động của Indonesia sử dụng loại cỏ lai hỗn hợp với 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo, được thi công bằng máy khâu cỏ hiện đại theo công nghệ của châu Âu. Dàn đèn của sân vận động này cũng mới được nâng cấp thời gian qua để có công suất chiếu sáng lên đến 2.400 lux. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Bali United. Đội bóng này cũng đã được giao quyền quản lý và khai thác toàn diện sân vận động Captain Iway Andipta từ năm 2018.
Sân vận động Manahan được xây dựng vào năm 1989 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java. Trên khu đất có diện tích 170.000 m² và diện tích xây dựng là 33.300 m². Nó chính thức được khánh thành bởi Tổng thống Indonesia lúc bấy giờ là Suharto vào ngày 21 tháng 2 năm 1998. Năm 2018, sân vận động này bắt đầu được cải tạo lại gần như hoàn toàn. Công việc cải tạo hoàn thành vào tháng 9 năm 2019 và chính thức mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. Sau cải tạo, Manahan là sân bóng toàn ghế đơn và có mái che bao phủ toàn khán đài. Sân có một tầng khán đài chạy liền mạch với sức chứa hiện tại là 20.000 khán giả. Sân vận động Manahan hiện nay đã đạt chuẩn của FIFA với mặt cỏ lai được khâu như nhiều sân vận động tại châu Âu, trong đó 95% cỏ tự nhiên là loại cỏ Bermuda. Dàn đèn chiếu sáng của sân vận động này có công suất 2.400 lux. Manahan đã được chọn là một trong 4 sân vận động tổ chức vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 sắp tới. Trong đó có một trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra tại đây. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persis Solo. Sân vận động Gajayana là sân bóng đá đầu tiên thuộc sở hữu của Indonesia, nằm ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java. Nó được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan vào năm 1924 và chính thức khánh thành vào năm 1926. Không có thông tin về tên gọi ban đầu của sân vận động này, trong khi cái tên Gajayana có lịch sử từ những năm 1980. Việc xây dựng sân vận động này tiêu tốn tới 100.000 guilder hoặc tương đương 800 triệu rupiah. Sức chứa ban đầu của nó là 5.000 khán giả. Sân vận động Gajayana đã trải qua một số lần tân trang nhỏ vào khoảng những năm 1970 đến 1980. Năm 1990, sân vận động lần đầu được nâng cấp mở rộng sức chứa lên 17.000 khán giả. Đến năm 2008, sân vận động Gajayana tiếp tục bước vào đợt cải tạo lớn nhất để mở rộng sức chứa lên 25.000 khán giả như hiện nay. Sân vận động Gajayana có 4 khán đài, trong đó khán đài chính có thiết kế 2 tầng được trang bị mái che. 100% khán đài sân vận động này vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông. Mặt sân Gajayana sử dụng cỏ lá gừng, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 800 lux đã được lắp đặt từ năm 1997. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Arema FC. Jatadiri là sân vận động nằm ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java. Nó được đưa vào sử dụng từ năm 1991, với sức chứa ban đầu khoảng 10.000 khán giả. Năm 2016, sân vận động này đã được cải tạo toàn bộ, với kinh phí lên tới 1,1 nghìn tỷ rupiah. Công việc cải tạo hoàn thành vào năm 2022. Một loạt nâng cấp được thực hiện để biến sân vận động này thành một địa điểm thể thao đạt đẳng cấp quốc tế. Toàn bộ khán đài được bao phủ bởi mái che và gần như toàn bộ khán đài được trang bị ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi. Những chiếc ghế có nhiều màu, một số có màu xanh và đỏ. Sức chứa hiện tại của sân vận động Jatadiri là 25.000 khán giả. Mặt sân Jatadiri sử dụng loại cỏ Zoysia Japonica. Bên cạnh chất lượng, loại cỏ này cũng phù hợp với điều kiện thời tiết ở Semarang. Dàn đèn của sân vận động này cũng có công suất chiếu sáng lên đến 2.400 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ PSIS Semarang. Trong phần đầu của mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Persikabo 1973 sẽ sử dụng sân vận động Wibawa Mukti làm sân nhà trong thời gian sân vận động Pakansari cải tạo. Wibawa Mukti là sân vận động nằm ở Sikarang, khu vực nhiếp chính Bekasi, tỉnh Tây Java. Được bắt đầu xây dựng vào năm 2012 trên diện tích 20,3 hectare và chính thức được khánh thành vào năm 2014. Với kinh phí xây dựng 530 tỷ rupiah Indonesia, sân vận động Wibawa Mukti đã trải qua 2 lần cải tạo vào các năm 2018 và 2020. Sân vận động này có 4 khán đài đều được trang bị ghế đơn và mái che. Trong đó, khán đài phía đông và phía tây có thiết kế 2 tầng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Wibawa Mukti là 25.395 khán giả. Mặt sân Wibawa Mukti sử dụng loại cỏ quốc dân của Indonesia là Zoysia Macella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.000 lux. Hiện tại,
đây cũng là một trong những sân vận động đã đạt tiêu chuẩn của FIFA tại Indonesia. Được đăng ký là sân nhà của Persikabo 1973 tại mùa giải 2023-2024, nhưng trong phần đầu của mùa giải này sân vận động Pakansari sẽ không được sử dụng vì đang trong quá trình cải tạo. Sân vận động Pakansari được khởi công xây dựng vào ngày 16 tháng 1 năm 2012 trên khu đất rộng 100 ha tại khu vực nhiếp chính Bogor, tỉnh Tây Java. Nó chính thức được khánh thành vào năm 2014 với kinh phí 803 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này có thiết kế mái che hình bầu dục, bao phủ toàn khán đài. Nhìn trên cao, sân vận động này có thiết kế khá cân đối. Với toàn bộ chỗ ngồi đã được lắp đặt ghế đơn, sức chứa hiện tại của sân vận động Pakansari là 30.000 khán giả, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 1.800 lux. Hiện tại, sau một thời gian sử dụng, mặt cỏ sân vận động này đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền nhiếp chính Bogor đã chi 1,9 tỷ rupiah Indonesia để làm mới mặt cỏ và hệ thống thoát nước của sân vận động Pakansari. Mặt sân sẽ chuyển từ cỏ Zoysia Macella sang Zoysia Japonica. Công việc cải tạo dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2023. Đồng nghĩa với việc câu lạc bộ Persikabo 1973 có thể trở lại sân vận động Pakansari sau thời điểm này. Sân vận động Patriot Candrabaga là một sân bóng khác nằm ở Bekasi, tỉnh Tây Java. Được khởi công xây dựng vào năm 1980 và chính thức khánh thành vào năm 1982. Với tên gọi ban đầu là sân vận động Bekasi, cùng sức chứa 5.000 khán giả. Năm 2012, sân vận động này được chính quyền thành phố Bekasi cải tạo để mở rộng sức chứa. Việc cải tạo mất gần 2 năm, sân vận động chính thức mở cửa trở lại vào năm 2014. Với chi phí cải tạo lên tới 450 tỷ rupiah. Ngày 11 tháng 3 năm 2014, chính quyền thành phố Bekasi tổ chức lễ khánh thành và công bố đổi tên sân vận động thành Patriot Candrabaga. Hiện tại, đây là một sân bóng được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi và khán đài được bao phủ bởi mái che. Khán đài Patriot Candrabaga chỉ có một tầng, với sức chứa hiện nay là 27.000 khán giả. Mặt sân Patriot Candrabaga sử dụng cỏ Zoysia Macella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.000 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Bayangkara, trong khi câu lạc bộ Persija Jakarta cũng sử dụng sân vận động này làm sân nhà trong một số trận đấu ở mùa giải này. Sân vận động Maguwo Hajo được bắt đầu xây dựng vào năm 2005 tại khu vực nhiếp chính Sleman của đặc khu Yogyakarta. Với diện tích xây dựng 25 ha, nó chính thức được khánh thành vào năm 2007. Kinh phí xây dựng là 100 tỷ rupiah Indonesia. Thiết kế sân vận động Maguwo Hajo lấy ý tưởng từ sân vận động San Siro nổi tiếng của nước Ý, với 4 cầu thang tròn ở 4 góc của sân vận động. Ngoài ra, đây là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sân vận động này có 4 mặt khán đài, trong đó khán đài phía đông và phía tây có lắp đặt mái che. 100% khán đài Maguwo Hajo vẫn là các bậc ngồi bê tông, mỗi khán đài mang một màu sắc khác nhau. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 31.700 khán giả. Nó cũng đã trải qua một vài lần cải tạo nhỏ vào các năm 2019 và 2020. Mặt sân Maguwo Hajo sử dụng cỏ Zoysia Macella, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 1.200 lux. Ở mùa giải này, ngoài là sân nhà của PSS Sleman, đây còn là sân nhà của câu lạc bộ RAN Nusantara. Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api, thường được gọi tắt là sân vận động GBLA, được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2009 trên khu đất rộng 40 ha tại thành phố Bandung, tỉnh Tây Java. Sân vận động này chính thức được khánh thành vào tháng 3 năm 2013 với kinh phí xây dựng 545 tỷ rupiah Indonesia. Nó đã trải qua một đợt cải tạo nhỏ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2016. Sân vận động GBLA được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với toàn bộ chỗ ngồi được bao phủ bởi mái che, trong khi khán đài liền mạch được lắp đặt toàn bộ ghế đơn là loại ghế gập. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 38.000 khán giả. Gần đây sân vận động này cũng đã có những cải tạo để phục vụ FIFA U17 World Cup 2023.
khi có thể được sử dụng làm địa điểm tập luyện của các đội tuyển. Mặt sân GBLA sử dụng cỏ Zoysia Macella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.400 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persib Bandung. Gelora Bung Tomo được biết đến là một trong những sân vận động cuồng nhiệt bậc nhất tại Indonesia. Được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008 trên khu đất rộng 100 hectare tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 8 năm 2010. Với kinh phí xây dựng khoảng 452 tỷ rupiah Indonesia, sức chứa ban đầu của sân vận động Gelora Bung Tomo là 55.000 khán giả. Trong giai đoạn từ 2019 đến 2020, sân vận động này đã trải qua quá trình cải tạo nâng cấp lớn để phục vụ FIFA U20 World Cup và giờ là FIFA U17 World Cup vào cuối năm nay. 100 tỷ rupiah Indonesia đã được chi cho một loạt cải tạo để sân vận động này đạt tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, bao gồm việc lắp đặt bảng điểm ở khán đài phía Bắc, sân lại và sửa chữa mặt tiền, đồng thời bổ sung thêm ghế ngồi cho sân vận động để biến nó thành một sân vận động có đủ chỗ ngồi phù hợp. Các ghế được sắp xếp theo kiểu khảm trên nền màu xanh lá cây tượng trưng cho màu áo của đội chủ nhà Persebaya. Sức chứa của Gelora Bung Tomo giảm xuống 45.000 khán giả như hiện nay. Mặt sân Gelora Bung Tomo sử dụng cỏ Zoysia Japonica, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 2.400 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Persebaya Surabaya. Ngoài sân vận động Patriot Candrabaga, câu lạc bộ Persija Jakarta còn đăng ký thêm sân vận động Gelora Bung Karno làm sân nhà ở mùa giải này. Đây là sân vận động nổi tiếng nhất Indonesia. Trên kênh đã nhiều lần đề cập đến sân vận động này, vì vậy trong video này chúng tôi chỉ điểm qua một số thông tin chính về sân vận động Gelora Bung Karno. Được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 2 năm 1960 tại trung tâm Jakarta. Sân vận động này chính thức khánh thành vào ngày 21 tháng 6 năm 1962. Với kinh phí xây dựng 12,5 triệu đô la Mỹ vào thời điểm ấy. Trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp, sức chứa hiện tại của sân vận động Gelora Bung Karno là 77.193 khán giả. Mặt sân Gelora Bung Karno sử dụng cỏ lai theo tiêu chuẩn của FIFA, trong đó 95% cỏ tự nhiên là loại cỏ Zeon Zoysia. Trong khi dàn đèn của sân vận động này có công suất chiếu sáng lên đến 3.500 lux, trở thành sân vận động có dàn đèn khủng nhất Đông Nam Á hiện nay.